Dạ alo, mọi người đang nghe rõ chưa ạ? Trước tiên cháu cũng chào tất cả mọi người ở trên diễn đàn này. Cháu năm nay cũng vừa 18 tuổi thôi. Thì cháu cũng biết trong đây có rất là nhiều người lớn, và trong đấy có cả các cô các chú làm phản động ba que nữa. Thì cháu xin tách ra làm hai, một là các chú và các cô là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì cháu xin chào ạ. Còn riêng ba que hay là gì ấy, thì cháu xin gọi là mày ạ. Tại vì bọn ấy là phản động, cháu cũng chả cần phải quan tâm nữa. Thì cháu cũng... nếu mà ba que phản động luôn nói Việt Nam mình là tham nhũng, vậy cháu xin hỏi, vậy tôi xin hỏi các mày là hơn 200 quốc gia có nước nào là không tham nhũng không? Chỉ là ít hay là nhiều thôi. Nước bây giờ, Mỹ nó... từ trước giờ nó rất ít bị xâm chiếm, đằng này Việt Nam mình vừa mới lấy lại được chủ quyền xong, còn đang là cái nước Việt Nam mình đang là phát triển. Các ông không biết so à? Các ông lại lấy nước đứng thứ 50 mấy của thế giới, các ông so với nước đứng đầu của thế giới, các ông không có não à? Các ông nghĩ là Việt Nam không phát triển? Các ông ở bên đấy, các ông có về Việt Nam không mà các ông bảo là Việt Nam không phát triển? Các ông thử về Hà Nội, Sài Gòn hay là về Quảng Ninh các thứ xem, các ông có nghĩ xem? Bây giờ nhá, hay là các ông ở trong, kể cả các ông phản động ở trong Việt Nam, các ông nghĩ bây giờ cái loại mà ăn không nói quá, xong rồi cái loại mà không làm mà đã có ăn như kiểu thầy Huấn Bảo ấy, hay là một tháng làm được 3-4 triệu xong rồi cứ suốt ngày sủa đòi nhân quyền, hay là suốt ngày lên trên YouTube nghe mấy cái mạng kiểu T123 tiếng Việt, hay là T123 new các thứ kiểu VOA tiếng Việt, nghe tầm mấy bọn trang phản động. Tôi nói với ông này, hơn 200 quốc gia ấy, không một nước nào là không có tham nhũng, kể cả Mỹ. Các ông có dám chắc chắn không? Các ông có dám chắc chắn là Mỹ không có tham nhũng không? Chỉ là ít hay là nhiều thôi. Việt Nam mình ấy, bây giờ ấy, vẫn đang chung tay là đẩy lùi tham nhũng. Bây giờ có rất là nhiều vụ bắt tham nhũng rồi. Tôi biết là, và cháu biết là còn rất là nhiều những cái người tham nhũng, nhưng mà Việt Nam mình chưa bắt được hết, đúng chưa? Bây giờ nhá, áo của Donald Trump có làm 25 triệu đô, đấy, chả tham nhũng gì cả nhở. Sau người cái thể loại mà không làm mà đòi có ăn, xong rồi suốt ngày kiểu nghe trên mạng bảo là đòi nhân quyền cho đất nước Việt Nam ấy, hỏi thử hỏi là cái loại đấy là một tháng được bao nhiêu tiền một tháng, hay là ăn không ngồi rồi. Nói thẳng một câu là như thế. Chịu thôi, chịu các chú nhé. Cháu nói thẳng ấy, một thằng con trai 18 tuổi như cháu, bây giờ sức dài vai rộng, cháu làm một tháng cũng được hơn chục triệu. Cháu cũng kiểu, cháu cảm thấy rất là yêu nước Việt Nam của mình. Hay là các chú kiểu, một tháng kiểu đi làm công ty, xong rồi não không có gì, xong rồi toàn bị chúng nó nhồi cứt vào kiểu, bảo là Việt Nam như này như nọ, xong cứ suốt ngày đòi nhân quyền. Nói thẳng này, nước người ta đấy có hơn một tỷ dân thì người ta mới đòi đa đảng thôi. Việt Nam mình ấy mới có 97-98 triệu dân thôi nhá, có 54 dân tộc, hóa ra bây giờ chia ra thành 54 đảng à, còn bị ngáo à? Mẹ kiểu một đảng đã chưa bắt được các đám phản động, các ông nhà suốt ngày dùng nick áo lên đây sủa làm được cái lách gì. Nói thẳng một câu là như thế, ông đã làm được gì chưa, hay là các ông ở dưới bây giờ chỉ sủa, hay là chỉ bảo là cố tình chửi để làm cái gì, các ông có làm cái gì không, hay là cố tình đòi nhân quyền cho từng người một. Chịu các ông nhá, bây giờ ấy cách mà yêu nước ấy, các ông đứng ra trước, các ông đứng ra tất cả cái trụ sở nào ở trên Việt Nam, ở Việt Nam này, các ông hét to lên chung bảo là tôi đòi nhân quyền, và tôi thấy cái nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam này không tốt với tôi đấy. Thế là các ông được cơm nhà nước nuôi, tôi đảm bảo với các ông luôn đấy nhá. Chứ còn bây giờ các ông ở dưới sủa là đòi nhân quyền rồi là tham ô tham nhũng, hơn 200 nước ấy, chả có nước nào là không tham ô cả, là không tham nhũng cả. Việt Nam mình ấy đang xếp thứ 54 của thế giới đấy nhá, mà Việt Nam mình vẫn rất là đẹp. Tôi vẫn cảm thấy đủ sức để kiếm tiền và nuôi cho bản thân mình. Mà tôi cũng nói luôn này,
nói luôn cho các ông phản động và trong nước và ngoài nước này, đòi cho ông các ông làm lính phản động ba quê à. Đi sang bên đấy, ok, cố gào thét lên, đến đòi các ông vẫn làm phản động ba quê được công nhận, nhưng mà đến đời cháu các ông, thì thôi công nhận, đòi thằng bố nó, đòi thằng ông nó thì làm phản động được, nhưng mà đến đời chắc đấy, nó đéo còn một tí gì là người Việt Nam đâu nhá. Bây giờ công cứ gào, ui rồi đòi lại lấy lại nước, như kiểu chủ tịch gì nhỉ, chủ tịch Đào Minh Quân, à không, Đào Mà Quân mới đúng. Ở ngoài đây người ta gọi đấy là Địt Nhạ Quân đấy, là Đào Mà Quân đấy. Gào bao nhiêu lần là cộng sản sắp sụp đổ rồi, xin tiền quyên góp để về lật đổ lại. Thôi thì hóa ra cuối cùng chỉ là xin tiền của người ta ở đấy, xong rồi tự nhét tiền vào đít để sống à? Gáy thôi nhá. Nào là Việt Nam mình, xong rồi nhét chúng nó cái gì nhỉ? Bán đất cho Trung Quốc. Quá cái lòn, nói thẳng các ông nhé. Đây là cháu hơi xúc phạm một tí, tại vì cháu nói cái mấy bọn phản động thôi. Còn ở trong nước mình thì cháu vẫn là một người công dân rất là ngoan hiền và tốt. Nào, bây giờ ở dưới đây còn thằng phản động nào muốn gáy không nào? Tao chấp hết chúng mày, nói thẳng như thế. Nhiều lắm, ở dưới đây nhiều lắm, nó cũng còn thôi. Thế một số nó. Nào, phản động ở dưới gáy mạnh lên nào. Phản động ơi. Chịu ơi. Thế cả ấy, bây giờ đấy, xong rồi trước mình, trước cháu có vào một cái trang của bọn chuyên phản động ở trong đấy, thì chúng nó như kiểu cái chế ảnh Bác Hồ, cháu nói thẳng một câu, bây giờ ấy, có là cô giúp chúng mày kiếm được miếng ăn không? Hay là mấy bọn phản động ở bên nước ngoài thì cố tình sủa để, thì mỗi ngày cũng được tí xương ấy nhỉ? Cũng được tí xương chúng nó nhà ra cho cắm tí nhỉ? Hay là bên đấy ấy, người ta bảo các chú thôi bây giờ nói hẳn hoi tí, thì người ta nói các chú là cái bọn bán nước, là cái bọn mà quên đất nước mình mà theo chân người ta sang đấy làm nô lệ nhá. Chứ bây giờ các chú lên đấy thấy xong rồi cháu có đợt cháu thấy con người ta con mình là sang đấy làm ăn mày còn sướng hơn ở Việt Nam. Thì đúng rồi, làm ăn mày ấy bên đấy ấy thì làm chó thì nó thôi. Về Việt Nam ấy làm công nhân thì cũng được 4 đến 5 triệu, nhưng đấy là tiền ở Việt Nam, đấy là công sức của mọi người, đấy là công sức nhá, chứ không phải là gào một chỗ cào phím nào là Hoàng Sa Trường Sa bị mất rồi chúng mày nhà nước phải điều quân ra đấy mà giết, là đánh phá lại Trung Quốc. Này, nước nó hơn 1 tỷ dân, nước mình còn chỉ có 90 mấy triệu dân thôi, đánh chắc chắn là không lại. Cho nên là Việt Nam mình phải dùng lời lẽ, đến khi nào mà không phải Việt Nam mình không đánh, hiểu không? Không phải Việt Nam mình không đánh, mà là đến khi nào mà không còn một cách nào đàm phán nữa thì lúc đấy mới dùng đến vũ lực. Ngày xưa bây giờ Mỹ cả bảo em đọc cái phòng lên nhiệt độ, anh nói nó bảo. Vâng. Ngày xưa Mỹ cả tỷ dân Việt Nam mình còn đánh được dăm ba cái bọn tàu, bây giờ đời cha ông đánh cho bọn ba que đu càng bay hết sang bên kia, bây giờ không làm được cái gì nhỉ? Bây giờ các ông cứ ngồi đây sủa nhân quyền. Này, các ông có dùng điện thoại đấy, các ông vào cái phần cờ ở trên điện thoại đấy, có cái loại mà có người ta tổng hợp cờ của hơn 200 quốc gia đấy, các ông ghi hết ra xem có cờ nào là cờ ba que không nhá. Tôi chỉ nói thế thôi, nói thắng ấy, ba que bây giờ là không tồn tại, bây giờ đến đời ông, không đời từ đời ông làm ba que phản động, làm lính ngụy đu càng thì có thể làm ngụy được, sang đời con ông cũng thứ có thể là thôi thì con theo chân bố thì làm theo phản động được thêm 1-2 năm nữa, thì nhưng mà đến đời con đời cháu ông ấy thề nếu biết cái Việt Nam Cộng Hòa là cái gì đâu nhá. Cho nên là tốt nhất ở bên đấy ấy, thì cứ chăm mà làm neo này, đây cả bê phở đi thì cố thì còn miếng mà ăn nhá, chứ đừng có mà sủa đòi nhân quyền. Xong rồi các ông ở trong nước phải, tôi nói này, các ông ít xem mấy cái thuyết minh VOA tiếng Việt đi, ít xem mấy cái thể loại cái gì nhỉ, T123 New đi, cái gì mà Việt Nam đang bị Việt Nam che dịch các thứ này, nó có cho ông được miếng nào ăn không? Hay là nó nhét cứt vào đầu các ông đấy. Thôi thì cháu cũng nói đủ rồi, cháu cũng thấy chả phản động nào nói nữa thì chú cho cháu xuống là được rồi chú ạ. Cháu chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ ở bên gia đình nhé. Cháu chúc mọi người ngủ ngon và
các chú phản động và ba que trong nước và ngoài nước thì đêm nay cố gắng mà suy nghĩ cái câu mà cháu nói nhá. Cảm ơn em nói rất hay. Có 18 tuổi rồi. Dạ vâng, em chào. Em mới có 18 tuổi nói chuyện rất là hay mà cũng rất là đúng. Cái tư tưởng chính trị của em ấy rất là vững vàng, kiến thức em ấy cũng sâu rộng.